Rồi, giờ vô Trung Nguyên hay gì? Trung Nguyên, hết Trung Nguyên hay gì ở đâu? Rồi, rồi, ok. Rồi. Tôi quan sát coi đã. Tôi lên trên đây quan sát coi là sao đã. Đông luôn ha. Rồi đây tông sự tông luôn, quá đẹp luôn. Ủa công ty không có nhiều nhiều khâu không đó à, sản xuất về gì tương ớt hay gì ớt nó mâm nó tương tương ớt nó mâm nó tương đó đây là tất cả các loại gia vị mà công ty có làm mì gói không? Không, không có làm mì gói hả? Chỉ chuyên về nước tương, nước mắm, tương ớt là các loại gia vị. Công ty có xuất khẩu là xuất khẩu luôn hả? Ghê vậy. Là giờ bán trong nước mà giờ xuất khẩu luôn hả? Ghê. Mà lúc mà vô mình có được xin được phòng nào hay là ta xếp mình tự xếp vô nó xin rồi xin à, ví dụ mình thấy cái khâu nào mà được mình xin vô, chứ mình vô mình vô ở trong mình quan sát, ví dụ thấy khâu nào mà thấy ở được mình xin vô, hoặc là người ta sẽ xếp ngẫu nhiên mà không là có liệt xếp này sao có là thường mà thường là nó đảm bảo mình làm khâu nào khâu nào mà vô sổ nó có thông báo là mình sẽ làm khâu nào không? Thế là nó có chuyển khâu cho mình không hay là làm mà đúng cái khâu đó không? Làm chỉ có làm làm đúng cái khâu đó thôi chứ không có chuyển đi khâu khác không? Ông làm mà bên khâu gì? Khâu nào là gì? Đóng gói. Đóng gói hả? Đóng gói hả? Là chỉ chuyên về đóng thùng hả không? Ờ xếp thùng với mình xếp thùng lại giá băng keo phải không? Đóng thùng hả? Đóng thùng là chỉ là mình chỉ làm xếp cái thùng bỏ lại xong mình bị giá băng keo phải không? Bỏ hàng vào. À bỏ hàng vào xong xuôi. Nghĩa là mình bỏ hàng vào xong xuôi là mình sắp hàng trong đó, cái xong rồi mình bỏ hàng vào thùng, dán băng keo. Dán lên cây. À sắp lên là mình chất lên cây phải không? Đó. Mà cái đó nặng chúng ta xếp khi mấy thùng nặng không? Nhẹ. Thùng đó chừng mấy ký ra? Chắc khoảng 23 ký à. 23 ký hả? À, tính ra công việc cũng nhẹ rồi. Quay làm rồi chơi. Giờ đó quản lý gắt mình không? Ví dụ như coi mình làm ai làm việc đấy. Ai làm việc đấy phải không? À, đâu có quả gì. Bây giờ mà mình nhiều khi mình đi vệ sinh này kia thì nó chậm đi 10 phút không? Chậm đi khoảng 5 phút không? Giờ mình đang trong giờ làm, đang trong giờ làm mình bây giờ muốn đi vệ sinh đó, thì nó cho mình đi khoảng 50 phút không? Có. Cái hàng nó xuống là đi 10 phút, 15 phút. Cho mình đi vệ sinh 10-15 phút không? Thoải mái bộ đau gắt không? Nghe nói công nhân nhiều công ty đi vệ sinh lâu bị la không? Công ty cũng dễ rồi. Tính ra do làm công dân thoải mái rồi à, đang ngủ qua, đi qua được Phú Hòa luôn lên đó đó qua Phú Hòa quay lại đi không đi hả trời ngủ vậy. Qua chạy có 4 tỷ ý mà cái thời gian nghỉ trưa nó được mình làm bao lâu rồi thời gian nghỉ trưa á buổi trưa anh cho lắm chén giới buổi trưa 3 phút 2 tiếng nhưng mà cái ngày mà mình không có tăng ca ngày mình không tăng ca mà mình về lúc mà ca thường là mình phải tầm mấy giờ mình về có ngày 6 dưới có ngày
thì 6:20 có ngày 6:30 phải không? Dạ, có đúng cái giờ đâu. Để thời gian vậy. Cũng mà nói chung là cũng trong cái khung giờ hành chính thôi, nói chung là nhưng mà đi cái giờ đó nó không kẹt xe á. Ví dụ mà khu gom như vậy là bị kẹt xe khu gom của mình bên Đồng A mà. Dạ anh kẹt á hả? Đầy giờ 5 giờ. Nhưng mà đi cái tầm thường thường về tầm 6 giờ là không kẹt xe. 6 giờ mấy á, 6 giờ mấy là không ít kẹt xe lắm. Thường thường mà về mà đã 6 giờ tầm 5 giờ hay kẹt lắm á. Buổi sáng buổi chiều. Buổi sáng buổi chiều là công nhân về là hay kẹt lắm không? Khu đó đông mà công nhân. Khu đó nhiều gì công ty lắm à. Nói chung là về tầm đó cũng được. Thế đi làm shipper nhiều khi 6-7 giờ mới về tới luôn á. 6-7 giờ, 8 giờ luôn á. Nhiều khi là nhiều khi có đơn cũng phải ráng vào tiếp á. Giờ có đồ ăn đâu. Hả? Không có dư. Đang ăn cái lưng, có lưng thôi. Một đề rồi 7 giờ, 7 giờ mà 7 giờ 18. Mà căn bản nó mà căn bản nó là được 5 triệu là tính ra được căn bản đó. Mới giờ 4 giờ dưới. Mới giờ lương căn bản là 4,5 triệu và nhìn là cái đó là chưa tính tăng ca vậy phải không? Chưa. Là lương đó là vẫn bao cơm mà chúng ta là phải không? Bao cơm mà lương 4,5 triệu 4,5 triệu căn bản là cũng được. Nhưng mà chắc nhưng mà đâu? Tính phụ cấp. Giờ tính gì? Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không lận 4,5 triệu rồi, tại vì mình còn chắc chắn là mình phải chờ mình tăng ca ít nhất là mấy ngày đúng không, từ tháng đầu tiên á chắc chắn là không phải lận 4,5 triệu được, phải hơn rồi ra. Ví dụ như có bao cơm mình ở thì cũng đỏ rồi, chứ nhiều khi không ăn bữa ăn ba nữa là ăn buổi chiều ok, ăn hai bữa coi như về mình tối mình đói mình kiếm gì ăn nhẹ thôi. Đó nó bụng kiếm gì ăn nhẹ, còn nếu mà mình ngày đó mình vô công ty mình làm tăng ca thì ăn được hai bữa rồi. Còn sáng nhiều phải đói bụng ăn đỏ bánh mì 12 ngàn, còn mình chả cá 12 ngàn. Ôi hồi sáng đi ăn cái gì ta, thường lúc mình trước khi sáng á, sáng mà công ty thường không lo cho ăn thì thường không ăn cái gì. Em bánh hả? Bánh ăn bánh mì rồi xôi rồi bánh gì kia đó đúng không? Đợi giờ giờ cơm mình đọc không? Mùa giờ ra. Hả? Mùa giờ chưa ra. Là mùa giờ chưa là nghỉ trưa phải không? Mà sáng mà 6 giờ phải làm rồi không? 7 giờ đấy, 7 rưỡi là làm thôi. 7 rưỡi làm nhưng mà 7 phải mấy giờ mình đã mặc rồi đó. 7:20. À 7 rưỡi là mới vào mà. 7 rưỡi mới vào thì 7:20 là mình có mặc là ok rồi. Vô cái bấm bàn tay mình không ta vô á. Chưa. Chưa, cái nào biết lần nó phát nó có thẻ chip ấy là ra cái hạt thẻ là xong rồi. Nó có thẻ mà. Ký hợp đồng là ký hợp đồng là phát cho cái thẻ chip. Còn nếu mà chưa ký hợp đồng là mình vô mình dạng như mình chấp công thôi chứ mình chưa bấm tay mà. Chưa. Thì chấp công. Cho mình lãi lọc lại nghỉ dân cho theo quy định nhà nước cũng đỡ. Công ty nhà nước mà nó là công ty tư nhân đâu. Có nhiều công ty mà dạng công nhân mà làm công ty nhà nước cũng đỡ. Mà làm trên 2 năm là Tết tầm á Tết lên lì là được 1,5 triệu trở lên. Tết ta hồi nó cho hẳn lương rồi. Tết ta mà ngày Tết ta rồi. Tết âm lịch á. Âm lịch á. Nó cho 2 tháng lương hay là 1 tháng lương. Có 2 tháng rồi. Đa số mấy công ty là làm là nó Tết ta nó cho 2 tháng lương. 2 tháng rồi. Chứ mấy công ty nó cho mấy phần quà luôn á. Nó cho ví dụ như là công ty nó cho đường, nước mắm, rồi sữa, rồi bột ngọt rồi kia nó cho á. Nhiều công ty á. Đem chắc có không? Chắc có quà chứ dễ gì không có quà đó. Tại hồi mấy công ty mà dạng như nó làm công nhân, nó
làm sản xuất cái giọng của đồ phường đó, nó có đó, nó có một phần quà là đường, nước mắm, rồi bột ngọt, nước tương, rồi cái gì á, lụm ở đó, nói chung là nó cho một bánh, bánh trái này cũng cho thêm một quà. Công ty thực phẩm mà. Đúng rồi, đa số là nó có. Công ty thực phẩm mà, công ty nhân nước. Đó là công ty tư nhân đâu. Tư nhân cũng vậy, tư nhân thì công ty phải không? Không, tư nhân công ty tư nhân mà công ty bự cũng có luôn á. Công ty bự bự nó cũng có chế độ đàng hoàng. Vậy như mấy khu chế xuất rồi á, nó có chế độ, nó có Tết nó có cho quà về mà. Rồi nó cho được mà hàng tháng lương, đa số mấy tháng lương. Như bên bánh rau xanh thì được 3 tháng lương luôn, nghe nói luôn á. Vì lương bên bánh rau xanh nó hơi thấp. Bánh rau xanh nó dạng như là do là bán hàng như đó. Lương hơi thấp nhưng mà hình như là Tết được 3 tháng luôn á. Mà dương trong bánh rau xanh là phải biết làm giống như làm nội trợ đó, phải biết làm cá, làm đồ, làm cá rồi chặt thịt được cái nó chỉ mình làm á, giống như nội trợ vậy đó, phải biết làm mới vô chế đào tạo mình đó. Chế độ bên bánh rau xanh cũng cao, mà cũng về với làm một trường bán hàng. Vô nó đào tạo mà nó phải vô. Ủa vô có ông vô mấy giờ nó cho học được rồi? Có. Cho học luôn hả? Nói chuyện mà. Nói chuyện mình mà. Đúng rồi, chuyện mình. Nhưng mà học một ngày không ta? Đào tạo một ngày không? Học à. Thì nói chuyện một ngày không mình. À một ngày đầu tiên là nó sẽ vô nó chỉ mình làm sao phải không? Ờ. À, mình biết làm mình làm á. Được, làm công nhân rồi ví dụ như về mà còn sức khỏe, vô mà mình còn thấy sung á, thấy sung sức á thì đi chạy ráp. Nếu mà vậy như về mà đòi hỏi ngủ sáng phải đập tiếp không được, nên lựa chọn cũng ok á. Chứ bây giờ chạy full thời gian cho chạy mà xe ôm công nghệ này kia thì cũng nhiều khi cũng bấp bênh rồi kia, lúc có lúc không mình không biết chừng. Nhiều khi muốn về rồi nhưng mà đụng cái đơn mà thơm đơn ngon buồn lòng phải đi xa nữa mà nó à, đây bây giờ mấy ngày lễ là hết thời hả? Tết rồi nhưng mà Tết được nghỉ lâu ra mấy ngày là hai tuần hả? Quá ngon luôn hả? Nhưng mà trong mấy ngày nghỉ là công ty có trả lương phải không? Cái đơn bản dạng của đơn bản có chứ đúng không? Mày có chế độ đàng hoàng chứ. Tới gia đình nào công ty trả lương mà. Đúng rồi. Tới tay tới ta với mấy ngày mà dạng như mấy ngày nghỉ, mấy ngày mà lễ này kia mà mình được nghỉ là vẫn tính lương các bạn mình luôn á. Không tính tiền tăng ca thôi nhưng mà vẫn tính cái lương căn bản với mình luôn. 20 là ứng lương cơ 700, còn một năm là làm thế luôn. Nhưng mà chủ nhật mấy cái ngày mà mình chạy mà dạy như mình chạy mà cái mấy xe công nghệ á, chủ nhật mình ví dụ mà chủ nhật mình nghỉ đó mình không có tiền, ví dụ mình hôm đó mình mệt đi làm cả toàn là chủ nhật mình nghỉ đó, mình không có tiền, ví dụ mình nghỉ mình ở nhà coi như mình không có tiền ngày đó rồi, trong khi ví dụ đi làm công ty làm mấy công ty ví dụ công nhân hay một công việc nào đó là công ty đi. Dạ, mình nghỉ chủ nhật nhưng vẫn có tiền lương cho mình luôn á, đỡ hơn chứ đỡ phải nói mà chấp nhận do phải chấp nhận gò bó hơn là làm tự do ở ngoài đâu có gì đâu khỏe với anh à, nói chung là làm đâu quen đó từ từ sẽ quen thôi. Khỏe con là đó làm cái gì làm đâu mới vô rồi thấy cảm thấy nó gò bó nhưng mà từ từ mình quen à, chứ làm một đấy ngày quen à, rồi ngày đã quen à. Ủa sáng nay có chạy cuốc nào xuống đây không? Không. Mày chạy thẳng xuống đây luôn hả? Ừ, Bình Tân mày chạy thẳng xuống đây luôn hả? Ờ. Rồi. Rồi bỏ lên đi. Mày chạy cái đó được rồi. Chạy qua bên gì bên đâu gần đây nè. Xong rồi quay lại đây cũng được. Tự động nhận luôn hả, ghê vậy? Có khi nào mà bấm tự động nhận mà nó vô luôn không? Có. Vô luôn mà đón sao? Rồi. Không hả?
gần gần. Tôi đồng nhận là nó gán, tại sao đang nó gần rồi. Qua đi Bình Dương, đi đợt này cứ cố gắng, nếu mà muốn kiếm mà nhiều tiền hơn nữa thì thời gian mà đóng mà không làm công ty cố gắng chạy đi. Thời gian mình mai đi làm rồi. Mai lâu lại. Nhưng mà cái thời gian mình không có chạy á, bây giờ mình thời gian mình không có làm công ty á, mà muốn mà có nhiều tiền hơn nữa thì cũng cố gắng chạy. Mai là đi làm. Uống cà phê đắng có bỏ cái đường vô luôn à? Trời, uống ngon dữ vậy. Đã cà phê sữa bỏ thêm đường vô nữa. Không bỏ đường. Lên khoe thu nhập luôn hả? Thấy tao khoe mình cũng khoe luôn hả? Không mà tôi thấy khoe không tốt đâu. Tôi thấy nhiều người ta khoe mà cũng khoe vậy cũng không tốt đâu. Tôi thấy vậy á, tôi cảm nhận gì không biết sao nhưng mà cảm nhận thấy tao khoe kệ tao khoe đi, mình thì kệ mình cứ chạy đi chứ. Này mấy đứa nó bây giờ này. Chứ tôi thấy khoe không hay là tôi thấy cảm thấy vậy á. Giờ có mấy người mà chạy mà thấy ngày khoe mà chịu chưa mấy này kia, thấy vậy đâu có thấy đủ được gì đâu.